Mến chào quý ông bà cô chú các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi một lần nữa được quay trở lại gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ thêm một video mới trong tối chủ nhật ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì mình kính chúc tất cả quý ông bà cô chú các anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công hơn năm cũ ha. Và ở video mới này thì mình vẫn tiếp tục check cái giá vé máy bay mới nhất cho tất cả quý vị tham khảo, và mình chia sẻ cách mua vé máy bay online của hãng Anala và hãng Korean Airlines, và mình cũng chia sẻ cách mua ở trên Expedia luôn để cho quý vị có thể tham khảo và lựa chọn. Mình có thể mua vé tại nhà đỡ mất thời gian, hoặc là quý vị mà cảm thấy nó quá khó khăn á thì mình có thể mua vé máy bay tại dịch vụ. Ở đây là mình không có quảng cáo cho bất cứ một cái thương hiệu nào và ăn quê hồng gì nha quý vị. Mình muốn chia sẻ để cho quý vị có thể tham khảo nếu như mà mình cảm thấy mình học hỏi và làm được cái gì tại nhà được mà đỡ mất thời gian, tiết kiệm được tiền cho quý vị á, thì mình có thể chia sẻ và cho quý vị tham khảo và lựa chọn. Quyền quyết định mua vé ở đâu là do quý vị ha quý vị ha. Và bây giờ thì không mất thời gian của quý vị nữa, thì mình sẽ chia sẻ cách mua vé máy bay cho quý vị tham khảo sau đây. Mình chia sẻ hãng bay Korean Airlines trước ha. Mua vé tại nhà online chính hãng của hãng bay Korean Air thì ở nhà mình có máy tính laptop gì cũng được ha. Mình vô trong Google và mình search chữ Korean Airlines. Khi mà mình vừa bấm vô chữ Korean á là nó sẽ ra Korean Air quý vị, cho nên nó cũng rất là đơn giản. Xong sau đó rồi quý vị sẽ lựa chọn, quý vị click vô chỗ fly search rồi book airline ticket đó quý vị, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình giống như vậy. Xong rồi thì quý vị sẽ điền vô phi trường quốc tế nơi quý vị ở, thì mình bấm chữ DFW là phi trường quốc tế Dallas, rồi xong mà to là mình bấm STN là về phi trường Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Sẵn hôm nay thì mình check cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Dallas luôn, và mình chia sẻ cái cách mua vé máy bay từ ở bên Dallas. Quý vị nào mà mình ở tiểu bang nào thì mình bấm tên phi trường quốc tế của mình vô là mình có thể check được cái giá vé máy bay. Quý vị click vô cái chỗ departure day với lại return á, là nó hiện ra cái ngày để cho quý vị có thể lựa chọn luôn. Check cái giá vé máy bay vào tháng 2 ngày 13 và qua lại là tháng 4 ngày mùng 4 ha. Thì mình sẽ tìm tháng 4 ngày mùng 4 là mình click vô. Thì ở đây mình kiểm tra coi đúng hay không ha. Từ Dallas về Việt Nam, rồi bay ground trip, ngày đi và một người. Xong sau đó rồi mình lựa chọn cái ghế, thì cái ghế là economy class. Đây là hạng ghế phổ thông mà được rất là nhiều người lựa chọn ha. Khi mà mình chọn xong hết rồi là mình bấm chữ search. Xong sau đó rồi thì mình sẽ thấy nó hiện ra cái giá vé máy bay một chiều trước để cho quý vị có thể tham khảo cái hành trình bay. Thì mình thấy cái hành trình bay là 22 tiếng 30 phút á, cái giá 1.355 đồng 70 sen. Đây là cái hành trình bay ngắn cho nên mình lựa chọn cho quý vị tham khảo. Rồi quý vị muốn biết cái hành trình bay mình bấm vô detail nè, rồi mình sẽ kiểm tra coi cái hành trình bay chờ đợi bao nhiêu tiếng. Sau khi mà mình kiểm tra xong hết rồi á là mình sẽ bấm vô trong cái chữ next itinerary là mình tìm cái hành trình kế tiếp, hành trình bay về ha. Và cái giá của cái hành trình bay về á là 988 đồng 40 sen, cho nên là mình thấy cái hành trình bay này ok. Mình kiểm tra thì mình thấy đây là cái hành trình bay chờ đợi ít nhất. Tổng cộng cái giá vé là 2.344 đồng 10 sen. Nếu như mà quý vị có member của Korean thì mình bấm vô book as member, còn không thì quý vị sẽ click vô cái chữ book as guest ha quý vị ha. Xong sau đó thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái luật lệ của cái hãng bay và cái hành trình bay của quý vị. Quý vị đồng ý thì mình sẽ bấm next. Xong sau đó rồi quý vị phải click vô cái chỗ require policy của hãng bay ha, rồi mình mới bấm next. Sau khi mà quý vị đã lựa chọn cái hành trình bay và cái giá tiền là 2.344 đồng 10 sen, quý vị đồng ý đây là cái giá vé khứ hồi đã tính thuế đầy đủ, thì quý vị sẽ kéo lên ở phía dưới này thì có rất là nhiều những cái thông tin để cho quý vị có thể điền vô. Và đặc biệt là ở đây họ có làm sample sẵn cho quý vị rồi ha, tên tuổi như thế nào thì họ đã làm sẵn để cho quý vị có thể nhìn theo mà mình điền giống y chang như vậy nha quý vị. Khi mà quý vị điền xong hết rồi á thì mình mới chuẩn bị cái khâu trả tiền. Khâu trả tiền này nó cũng đơn giản lắm quý vị, trả tiền bằng credit card thì quý vị bấm cái chữ pay now là nó hiện ra cái credit card là cái số number, quý vị bấm cái credit card vô. Xong sau đó rồi mình sẽ bấm cái ngày mà expire trong cái thẻ của mình, thì trả tiền thì nó rất là đơn giản, tại vì khi mà mình điền đầy đủ những cái thông tin thật sự vô á thì mình mới nhìn thấy được cái chỗ mà trả tiền nha quý vị. Ở đây là mình làm cho quý vị tham khảo thôi.
Mình chia sẻ một chút xíu, khi mà quý vị lựa chọn mua vé máy bay online á, thì cái việc mà điền tên tuổi rất là quan trọng luôn nha. Quý vị phải lấy cái passport của mình ra và điền giống y chang như trong cái passport vậy đó, đừng có điền sai một chút xíu thôi, nó cũng có trục trặc đó quý vị. Tại vì trong khi mà quý vị đi lên máy bay á, thì họ sẽ kiểm tra cái passport của quý vị với lại cái vé máy bay của quý vị, hai cái tên nó phải trùng khớp ha, thì cái hành trình bay của quý vị mới thuận lợi. Và đặc biệt là khi mà mình mua vé máy bay online á, thì có rất là nhiều những cái luật lệ của từng hãng bay luôn. Quý vị phải biết và nắm rõ khi mà mình trả vé, đổi vé thì mình sẽ mất bao nhiêu tiền. Hãng bay nào họ cũng chia sẻ rất là chi tiết và rõ ràng, tại vì nhiều khi mình không để ý thôi. Thì mình chia sẻ là nếu như mà quý vị mà không có rành tiếng Anh á, thì mình có thể download cái Google Translate. Mình chia sẻ cho quý vị biết thì cái Google Translate là cái này nè quý vị đó. Quý vị download cái này ha, xong sau đó rồi á là quý vị sẽ bấm vô trong cái chỗ camera đó quý vị, bấm vô chỗ camera thì mình có thể ra vô trong bất cứ một cái từ tiếng Anh nào á là họ dịch ra cho mình luôn. Lúc đó mình cảm thấy rất là thoải mái luôn, quý vị có thể đọc được hết tất cả những cái từ tiếng Anh, những cái luật lệ mà hãng bay nó đưa ra. Quý vị đồng ý thì quý vị mới mua ha, còn không đồng ý thì thôi, mình cancel, mình không có mua. Tại vì mỗi hãng bay á, nó sẽ có những cái luật lệ khác nhau, có khi nó không phù hợp với quý vị nữa, đâm ra thì mình phải biết chính xác trước khi mà mình mua vé online ha. Chứ có rất là nhiều quý vị khi mà mua vé rồi cũng không biết là khi mà mình đổi là mình phải mất bao nhiêu tiền, trả lại mất bao nhiêu tiền, rồi vì sao mà mình được có một kiện. Tại vì quý vị được một kiện hay là hai kiện họ cũng chia sẻ rất là rõ ràng để cho quý vị mua vé online á, là quý vị phải nắm rõ từng chi tiết một rồi mình mới mua ha. Mình cho quý vị nhìn thấy đây là cái Google Translate, nó dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt cái thông tin hành trình bay của mình như thế nào luôn á. Quý vị nhớ là mình download cái Google Translate để mình có thể đọc được hết tất cả những cái tiếng Việt ở trong đây nha quý vị. Tiếp theo á, thì mình sẽ chia sẻ cái cách mua vé máy bay ở trong Expedia. Đây là dịch vụ bán vé máy bay ở tại Mỹ. Ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều những cái hãng bay cho mình lựa chọn luôn. Mình bấm vô Fly thì nó sẽ hiện ra cái chỗ để cho mình điền vô á, là Livinform á, thì cái chỗ này quý vị ở tiểu bang nào thì mình sẽ điền tên tiểu bang của mình vô ha, phi trường quốc tế nha quý vị. Hôm nay mình check cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Memphis thì mình sẽ điền là Memphis. Và Hồ Chí Minh thì mình có thể bấm STN. Ở bên này thì mình lựa cái ngày đi và ngày về theo yêu cầu của một vị ở bên Memphis luôn, Tennessee. Mình lựa chọn là tháng 2 ngày 20 và qua lại là tháng 4 ngày 11. Sau đó thì mình kiểm tra thêm một lần nữa rồi mình mới bấm search. Nếu quý vị mà check cái vé ở trong Experian á, thì quý vị nhìn thấy được rất là nhiều hãng bay luôn. Ví dụ như United Airlines 1.200, Korean là 1.337, Qatar, rồi Onyx Airways, Asiana, rất là nhiều hãng bay ở đây luôn. Nhưng mà cái hành trình bay đi và hành trình bay về chờ đợi bao lâu á, thì nó quyết định cái giá vé nha quý vị. Mình sẽ lựa chọn cái giá vé mà có cái hành trình bay tốt nhất để cho quý vị tham khảo, thì mình sẽ lựa chọn hãng Korean, cho nên là mình sẽ bấm vô Korean ở đây. Xong sau đó rồi mình sẽ nhìn thấy được là hãng của Korean nó sẽ hiện ra và cái giá vé cho mình thấy được cái hành trình bay một chiều trước là mình đợi bao lâu. Vì ở bên Memphis đó là mình phải bay 2 stop, cho nên nó là mình phải lựa chọn là cái hành trình chờ đợi ở cái trạm đầu tiên là bao nhiêu tiếng, rồi trạm thứ hai là bao nhiêu tiếng ha. Thì mình thấy cái giá vé 1.461 đồng này là hợp lý và cái hành trình đợi rất là ít nữa nè. Sau khi mà quý vị lựa chọn và chấp nhận cái giá vé cũng như là cái hành trình bay rồi đó, thì mình click vô đây một cái, xong rồi nó hiện ra cái giá vé rồi được cho chỗ ngồi. Thì hồi nãy mình cũng có chia sẻ, nếu như mà quý vị mà đọc cái chỗ nào mà không hiểu là mình bỏ cái Google Translate ra, mình đọc cho nó chính xác rồi mình mới bấm vô chữ select là chọn nha quý vị. Mình sẽ lựa chọn cái hành trình bay về coi cái giá nó có thay đổi nhiều hay không, và cái hành trình bay về của mình là mình chờ đợi bao lâu. Hành trình bay về của mình thì nó cũng có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Nếu như mà không cần phải trả đồng nào hết thì mình thấy đợi 3 tiếng 40 phút ở bên Seoul, xong sau đó là 1 tiếng 30 phút ở bên Detroit thì mình thấy ok, nên mình click vô đây. Mình kiểm tra lại hết tất cả ở đây là cũng là hành lý xách tay và hành lý ký gửi, rồi non-refundable và no change fees. Thì mình kiểm tra xong hết, bấm cho select ở đây.
Cuối cùng thì mình sẽ kiểm tra lại cái giá tiền khứ hồi đã tính thuế đầy đủ luôn ha, 1.460 đồng 80 sen. Và cái hành trình bay thì mình chỉ bấm vô cái chữ detail và mình kiểm tra lại cái hành trình bay đi và hành trình bay về thì mình thấy rất là ok để cho quý vị có thể tham khảo cái giá vé khoảng hơn 1.400 từ Memphis và Việt Nam. Sau khi mà mình kiểm tra xong, mình bấm chữ check out thì nó hiện ra là cái chữ go to check out, với lại mình có thể chọn ghế ngồi là choose seat thì mình được quyền chọn ghế ngồi. Tại vì có một số hãng bay thì họ cho mình chọn ghế ngồi ở tại phi trường, còn một số hãng bay thì cho mình chọn trước, thì tùy ý quý vị thôi. Mình muốn tự chọn cái ghế ngồi là mình bấm lên đây. Nếu quý vị mà muốn chọn xe lăn á thì mình sẽ bấm vô cái chỗ legend ở đây nè, thì nó sẽ hiện lên á, cho mình thấy á, là xe lăn ở đây nè quý vị, thì mình có thể nhìn thấy được á, là nó có xe lăn hay là không, hay là mọi thứ thì quý vị có thể click vô ở trong cái ô này nha quý vị. Khi mà mình chọn xong hết rồi á thì mình sẽ bấm chữ next flight và mình click vô cái chữ continue booking. Cuối cùng là quý vị sẽ điền tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh, email, quốc gia, rồi quý vị đọc kỹ tất cả những cái luật lệ ở đây ha. Nếu quý vị không có hiểu là mình nhớ lấy cái Google Translate ra để mà mình dịch và mình đọc cho thật kỹ, và điền cái credit card ở dưới đây nha quý vị. Xong hết tất cả rồi đó thì quý vị chỉ bấm vô complete booking, vậy là xong. Mình check cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Houston, Texas muốn về Việt Nam vào mùa hè năm 2024 này, thì cái giá vé là tháng 6 là mình thấy có hai hãng cái giá tương đương, chính là hãng EVA và hãng Korean, để cho quý vị có thể lựa chọn. Thì ở bên Houston thì mình thấy hai hãng này cũng ok, phù hợp cho quý vị ở bên đó, mà cái giá là từ 1.650 tới 1.700, cho nên là hiện tại bây giờ mua thì là có cái giá như vậy, tại vì mùa hè thì giá rất là mắc luôn. Nếu như mua sớm thì mới có cái giá này, nếu mà mua trễ là 1.800-2.000 lận đó quý vị. Thì quý vị cứ suy nghĩ coi mình có nên mua vé online hay là mua vé dịch vụ. Nếu như mà quý vị mà mua rẻ hơn cái giá 1.600, có nghĩa là quý vị đã mua giá vé rẻ rồi ha, vậy thì mình vui rồi ha. Mình thường hay check cái giá vé máy bay mà một số vị đó mình check mắc lắm. Mình thích check cái giá vé máy bay là lựa chọn cái hành trình bay tốt nhất cho quý vị, cho nên là cái giá rất là mắc. Nếu như mà quý vị mà mua rẻ hơn thì mình chúc mừng quý vị ha, và mình muốn là quý vị mua vé máy bay rẻ và có hành trình tốt. Mình thì không bán vé máy bay, cho nên là mình chỉ chia sẻ để có thể giúp đỡ quý vị biết được cái giá vé mà mình mua mắc hay rẻ và cái hành trình bay như thế nào, cho quý vị có thể tham khảo mà thôi ha. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cách mua vé máy bay của hãng Anna Airlines là All Nippon Airways, cho quý vị có thể tham khảo cái hãng bay này. Thì mình cũng vào Google rồi xong rồi mình search cái chữ Anna.com thì mình sẽ tìm ra được cái hãng bay này, cũng rất là đơn giản thôi à quý vị. Mình sẽ check cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Dallas luôn. Hồi nãy thì mình check là hãng bay Korean, bây giờ mình sẽ check là hãng bay All Nippon Airways. Đây là chính hãng của hãng bay này luôn, để coi cái giá vé nó có khác nhau hay không, thì quý vị cũng có thể lựa chọn mua chính hãng của Anna thay vì mình mua Korean ha. Mỗi một hãng bay thì nó sẽ có một cái cách điền nó hơi khác một chút xíu, nhưng mà tính ra thì khi mà quý vị đọc chữ thì nó cũng vậy thôi à quý vị. Từ Dallas rồi đi về Việt Nam thì mình bấm chữ STN vô là nó cũng ra Hồ Chí Minh thôi. Và cái ngày tháng mà mình lựa chọn, nói chung là mình thấy hãng bay nào mà mình mua, khi mình bấm lên Google thì nó cũng gần như là giống nhau. Cho nên là khi mà quý vị mà biết mua vé máy bay của hãng bay EVA thì mình sẽ biết mua Anna, và mình cũng sẽ biết mua vé máy bay của hãng Korean luôn. Hãng Anna thì nó có hiện ra cái chữ này thì mình bấm vô I'm not Robert ha, và xong rồi mình bấm vô trong cái chữ này. Tại vì có mỗi hãng thì nó có những cái câu hỏi thì mình phải làm theo yêu cầu thì mình mới tiếp tục check được cái giá vé máy bay. Thì cái giá vé máy bay khứ hồi nó cũng hiện ra cho mình tham khảo luôn á, là mình đi ngày tháng 2 ngày 13 và qua lại là tháng 4 ngày 14, thì cái giá là 2.048 đồng 50 sen. Ở bên Korean hồi nãy á, là mình check cái giá là khoảng hơn 2.003. Bởi vậy nếu như mà mình mà đi đúng cái ngày này á, là mình chọn hãng Anna thì nó rẻ hơn ha. Khi mà chọn xong rồi á, thì mình sẽ bấm vô chữ next. Mình sẽ kiểm tra lại cái hành trình bay đi và hành trình bay về của mình để mình biết được cái là mình chờ đợi bao nhiêu. Thì ở đây nó có nói là cái chạm đầu tiên mình đợi 1 tiếng 58 phút nè, chạm thứ hai là mình đợi 1 tiếng 30 phút. Đây là cái hành trình bay mà mình thấy chờ đợi ít nhất, để cho quý vị có thể tham khảo cái giá vé rẻ hơn là hãng Korean ha.
Cuối cùng thì mình có cái giá là 2050 đồng 70 sen, thì mình thấy ok và mình bấm vô next và mình bấm chữ confirm ở đây để mình bắt đầu vô điền tên tuổi và mình trả tiền. Nếu như mà quý vị nào mà mình có membership của hãng Anna thì mình sẽ bấm vô cái ở trên là membership, còn không có membership thì mình bấm ở dưới ha. Xong sau đó rồi mình chỉ cần bấm ok. Mình thấy hãng Anna thì họ hướng dẫn cho mình rất là chi tiết cái cách điền tên tuổi vô đây luôn nè quý vị. Họ cũng có cho ví dụ á, thì quý vị có thể làm theo giống y chang như vậy ha. Ở phía dưới thì họ cũng chỉ cho mình điền email như thế nào luôn. Thì khi mà quý vị điền xong vậy là ok rồi đó quý vị. Cũng rất là đơn giản ha. Quý vị có thể tập làm và tự mua vé máy bay tại nhà thử coi mình có mua được hay không ha. Mình check cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Los Angeles muốn về Việt Nam vào tháng 2 ngày 20 và qua lại là tháng 3 ngày 20, thì mình check một số hãng bay luôn, tự vì có cái giá cũng rất là ok. Starlux Airlines là hãng bay mới của Đài Loan ha, cái giá có 925 đồng, còn Anna là 979, có nghĩa là dưới 1.000, còn EVA là 1.000, Asiana là 1.000 luôn. Thì mình thấy là Starlux Airlines hiện tại là hãng bay được nhiều người lựa chọn rất là nhiều luôn, tự vì nó mới đó, và đây là hãng bay của Đài Loan cho nên là mọi người cũng rất yên tâm. Những quý vị nào mà đã từng bay hãng bay EVA thì hãng bay Starlux Airlines cũng gần giống như vậy đó quý vị. Những cái hành trình bay của hãng Starlux Airlines nó cũng giống y chang như EVA và China, đâm ra thành quý vị sẽ có một cái hướng bay về phi trường quốc tế Taipei ha. Đợi không có lâu để cho quý vị có thể tham khảo với cái giá cũng rất là rẻ luôn, khoảng chừng 1.000 đồng là quý vị có thể bay thoải mái của hãng Starlux Airlines. Chắc cái giá vé máy bay cho một vị ở bên Seattle muốn về Việt Nam thì mình thấy cái giá vé bên Seattle mà về Cam Ranh ha, vị này muốn về Cam Ranh thì khoảng 1.800 á, nếu mà quý vị mà mua rẻ hơn 1.800 là có nghĩa là ok rồi. Và một vị ở bên Louisville muốn về Việt Nam vào tháng 8 á, thì mình lựa chọn hãng Onyx Airways là hãng bay tốt nhất trong hiện tại luôn, mà có cái giá cũng ok là 1.430 đồng, hành trình bay cũng ok, đợi 2-3 tiếng thì mình thấy được ha. Nếu mà mua rẻ hơn khoảng 1.430 đồng có nghĩa là quý vị đã mua rẻ rồi đó. Video cũng rất là dài rồi, chân thành cảm ơn quý bà cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube của mình. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin quý vị hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể theo dõi video hàng tuần vào tối chủ nhật vào lúc 5 giờ giờ của California. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Kính chúc quý vị một năm mới thật là nhiều an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin chào và tạm biệt, bye bye.